Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua những giây phút hồi hộp, vui tươi và hấp dẫn với Đi Tìm Ẩn Số. Và cô Sally là người may mắn đã được giải thưởng 500.000 đồng. Xin cảm ơn. Chương trình Đi Tìm Ẩn Số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Đình. Chào, tạm biệt. Xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong tạp chí Văn Nghệ sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 3 năm 2008 trên kênh chính HTV với những tiết mục phóng sự nghề chế tác đồi mồi, tác giả tác phẩm Lê Minh Quốc dẫn cùng sắc màu, phim tài liệu tình nghệ sĩ, hộp thư giao lưu diễn viên Lâm Bảo Như, diễn đàn văn hóa nghệ thuật Sóc Việt tín hiệu lạc quan, kính đa trồng người điên, mỗi tuần một nhân vật nhiếp ảnh gia Nguyệt Phi và nét đẹp Việt. Phim truyện Linh Lan Trắng tập 32 cùng nhiều tiết mục thú vị khác. Thân ái chào tạm biệt.